trấn Yên Mỹ này là dây điện thì nó rất là nhiều, khu vực đông dân cho nên là tình hình nguy cơ cháy nổ là thường xuyên là rình rập xảy ra. Trong thời gian tới này nên có hướng làm thế nào, nếu chạy ngầm được thì tốt, còn nếu không thì có bó gọn vào, vì cái này thì cái nguy cơ chập cháy nó rất là cao. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tồn tại những ma trận dây điện gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Đã đến lúc các cơ quan chức năng và các sở ngành có liên quan cần nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết triệt để, mang lại sự an tâm cho mọi người.